5 phút thì nổ chuyến xe đầu tiên anh em ạ. Chuyến này thì cũng khá là còi anh em ạ. Được 17.000. Chị ơi, chị xuống sảnh chưa ạ? Em đang ở dưới sảnh đấy ạ. Rồi, ok chị. Rồi. Chị về công an Cầu Giấy rồi không ạ? À, mình gửi đồ xong thôi. Khách đặt vai anh em ạ, nhưng mà lại chờ gửi đồ. Anh ơi, anh ra cổng lấy đồ giúp em với ạ. Vâng, ok anh. Mình kết thúc chuyến thôi. Xong một cước xe đầu tiên. Thu nhập hiện tại của mình là 17.000. Anh lấy quần về không ạ? Rồi, em gửi nhá. Rồi, cảm ơn nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Em đi Bùi Thị Xuân đúng không? Để chờ anh chị với anh quay xe. Anh chị quá nhỉ. Cần anh để đồ đằng trước không? Được không ạ? Được đấy. Anh đi nhá. Đúng 132 đúng không? Trên trên này ok. Anh gửi này. Ok. Cảm ơn ạ. Rồi, anh cảm ơn nha. Nổ luôn chuyến xe thứ ba anh em ơi. Siêu tốc. Cả khách cả có chuyến luôn, ok rồi. Mình gửi đi mã HD đúng không? Lý Thái Tổ. À để xem lại. À đúng rồi, Lý Thái Tổ. Nhìn ra. Ở bên kia gửi tiền đúng không? Ok. À, lớn hơn đó. Buổi tối thì mọi người sẽ ra các bậc thềm của nhà hát lớn ngồi uống nước rất là đông. Alo anh ơi, mình có đồ ấy, anh xuống lấy giúp em với. Em đang À, ở. thế là em đi xe máy vàng thì đúng quay lại em ạ, anh đang ngồi ở cái đường này. À rồi, ok anh.
Anh có tiền lẻ không ạ? Em lại hôm nay đi làm lại quên mang. Em cảm ơn anh. Trong phiên xe thứ ba, hiện tại thu nhập của mình là 89.637 là 90.000. Mình ở trên phố này thì đứng ở đâu cũng vậy thôi. Mình sẽ đứng ở ngã tư này chờ chuyến xe tiếp theo. Một chuyến xe khá là mini anh ạ. Tôi bảo là chạy chuyến mà nổ luôn. Chuyến xe này thì được có 9.000 thôi. Sáng trần nguyên hãn này. Vâng chị ơi, chị đang đứng ở đâu đây hả? Ờ, đến cho em. Em đang ở trước cơ số 8 đây chị. Vâng, ờ, chào chị. Vâng ạ. Đi ra phố Huế này không? Em vâng, trời này là chuẩn bị mưa đấy chị ạ. Em đi nhá. Vâng, em chào chị. À, còn cái đây. Xong chiếc xe thứ tư. Gần chuyến xe thứ 5 luôn anh em. Đỡ hơn một xíu, 18.000. Ok. Sao thì cũng ok. Sang về Trường Chinh rồi anh em. Nói chung là mình cũng không thích chạy trên phố lắm. Bởi vì nhiều đèn đỏ anh em, mà chuyến nó nhỏ lắm, chuyến toàn chuyến mini không à, toàn chuyến 9.000, 11.000, mười mấy nghìn thôi. Chuyến này thì cũng đỡ hơn một xíu, được 18.000. Xe này không ạ? Chúng về Trường Chinh này không ạ? Vâng. Vâng. Người chú ngủ. Em đi nha chú ơi. Là chung cư gì nhỉ chú nhỉ? H1 thì nó là đây rồi chú. Vâng ạ. H1 chỗ này đây à, đúng không? Vâng, H1 thì là đây toàn này luôn đấy ạ. Đây, đây con cởi mũi thôi. Của chú là 29.000 chú ạ. Rồi, con cảm ơn chú. Đây ạ, chú vào thẳng toàn này luôn ạ. Không phải là phải gọi xuống đón đấy chú. Không biết phòng là phải gọi xuống đón luôn đấy ạ. Ừ, sáng trưa mê mỏi cầu khấn rất kiểu anh em ạ, vì là nổ cho mình được một chuyến xe. Mười tám thì đón khá là xa, mình ở giữa, mình ở giữa map luôn mà đi đón khách. Cái đoạn đường mình đi đón khách bằng đoạn đường khách di chuyển luôn anh ạ. Tàu căn 3A/9 đấy. Vâng ạ. À, em vào đón khách thôi.
Tên là gì anh? À, Hương ạ. Toàn số lạ nhỉ? Chắc anh gọi đi làm sao. Ok, anh. Ok. Toàn những tên lạ nhà này. Alo, cô ạ. Cô ở số nhà mấy ở cô nhỉ? Alo. Chị ơi, chị nói chuyện với bảo vệ giúp em với ạ. Ừ, đâu cho chị nói. Vâng. Đó luôn ạ. À? Của nhà, nhà của chị nào ạ? Dạ vâng, em là an ninh cổng chính khu Man Sơn ạ. Chị Tâm Anh Việt ạ? Dạ, dạ vâng ạ. Em ở căn nào hả chị? 3A. 3A trên 9 là nhà chị Hà đúng không ạ? Vâng, vâng. Anh ơi, nhà, nhà chị Tâm Anh Việt ạ? Chúng ta đi đây giá phải nhé. Vòng về phía đằng sau, số 8 dẫn cuối cùng. Chúng là 6 giờ sau. Anh đâm thẳng, số 9 là đằng sau. Đâm thẳng xuống rồi. Ok, em cảm ơn nha. Đây có khả năng là khách đến chơi, cho nên là không phải chủ nhà. Vâng, vâng. Em cảm ơn nha. Vâng, em cảm ơn anh. Đón khách ở trong mấy cái khu gọi là sang xịn mịn này là gặp mấy anh bảo vệ cứ phải xác minh xong rồi an toàn, an ninh tốt. Chị đặt xe phải không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Đi cho chị đi. À, chị lên xe đi ạ. Em đi nha. Em đi đi. Điểm 97 là ở đâu đấy? À, ở trên Bắc Cạn ạ. Vâng ạ. Chị lên Bắc Cạn bao giờ chưa? Hồ Ba Bể ấy chị. Vâng ạ. Vâng. Em ở nhà chị đấy ạ? Vâng ạ, quê em ở trên, có nghĩa là quê em thì ở Bắc Giang, nhưng mà em lại lấy vợ ở trên Bắc Cạn ạ. Vâng ạ. Vâng, em thuê nhà ở đây, thuê phòng trọ ấy ạ. Cũng vất vả lắm chị ơi. Vâng ạ. Mình cứ đi thẳng đúng không? Gần đến nơi. À vâng. Vâng. Ở đây ạ. Vâng. Vâng. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng. Máy quay của mình là cũng đang báo hết pin rồi thì mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây thôi. Thì tổng kết lại hôm nay mình sẽ xe thì là từ 5 giờ chiều anh em ạ. Cho là từ 5 giờ chiều cho tới bây giờ là 21 giờ đêm thì 4 tiếng. 4 tiếng của mình thu nhập là được 200.000. Thì vị trí là mỗi 1 tiếng mình sẽ nhận được 50.000 từ Grab. Nói chung là với cái mức thu nhập như thế này mình thấy là các hãng xe ôm bây giờ hãng nào nó cũng như nhau cả thôi. 1 giờ đồng hồ thì chỉ thu nhập được 50.000 thôi anh em ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người thấy video hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Mọi người có cái ý tưởng gì về cái công việc là chạy xe ôm này thì cứ bình luận ở bên dưới nha. Mình sẽ đọc bình luận và trả lời các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người nha.